Nói về cái nét anh hùng của nó đó, trong giới giang hồ á thì phục nhất là Đại Ca Thanh, chứ bản lãnh của nó thì không hơn được cả những đàn anh như thế là Đại Kỳ Cái Thế đó. Nhưng mấy ông trên cơ nữa nha, như ông chúa là tức là ông chúa đảo đó, ông Cái à, Đại Kỳ Cái Thế đó. Còn đằng Huỳnh Trì á, là võ sư, nó chiếm lĩnh này trời lớn đó. Thưa ông, thì thời điểm đó thì băng nhóm Người Nhái và băng nhóm của Đại Ca Thay đối đầu với nhau, thì bản thân ông có nhận được những cái lệnh là phải đoạt mạng của Đại Ca Thay hay không? Có chứ, phải đánh nhiều trận chứ. Theo con được biết thì thời điểm đó có rất nhiều súng hiện đại, tại sao thì mình không dùng súng để bắn lén hoặc là núp trong các cái vũ trường để nã súng vào Đại Ca Thay? Nói là súng tụi tôi á thì nói súng bên Đại Ca Thầy nó súng ngắn không à, còn súng tôi là có cái những cái loại súng mà về bên Nhái đó, nó có loại súng là Suzuki, loại nó bắn 30 viên bát xếp, có thể khoác vào người á là mặc kéo rộng bên ngoài không thấy. Nhưng mà chúng tôi chơi á, chơi cái cách nếu mà chúng tôi dùng súng á thì Đại Ca Thầy làm sao mà chống lại tụi tôi được, vì bên đó nó cũng súng nhưng mà súng ngắn không, cái đại ý mã tấu hay các cái. Nhưng tụi tôi thì chơi nó giang hồ mà, chơi quân đội không chơi cái nhất là mình dựa vào quân đội nữa, dựa vào ông Kỳ chơi thanh toán. Cũng có khi chúng tôi sử dụng súng và có khi sử dụng dao à, mà cái nghề phóng dao thì phải tập cũng dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Như như ông là nghe được mệnh danh là có cái biệt tài đó là phóng dao, thì tại sao lúc đó khi mà nhận được cái lệnh là mình sẽ phải giết Đại Ca Thay đi thì mình không núp vô bụi lùm nào đó mình phóng dao sát hại? Đây nè, chẳng những nó phóng dao không nói, mà hồi đó nó còn có loại dao mà họ cứ bảo của Trung Quốc không biết, dao bấm đó. Bấm. Bấm không phải giờ bấm là thụt ra thụt vô, mà nó bấm bay lưỡi luôn vô những cái phòng trà hay gì đó, thì hay là những cái bar nó có những cái chậu kiểng đó, gọi là, bây giờ gọi là ví dụ là đèn mờ đi, thì mà đâu cần phải bắn, bắn thì nó lộ. Ví dụ ngồi bàn bên này, bên kia cặp ngồi bên kia, bên này là mình kê bay, là mình đẩy đẩy là tự nhiên gục xuống đâu có tiếng nổ à, gục xuống cái lúc là phát giác ra thì úa là rùm chạy hết la lối thì hoảng loạn không biết ai, bấm mà mỗi con dao như vậy, ba lưỡi thấy chưa, đánh từ khu vực có phải lúc nào cũng đối đầu với Đại Ca Thay đâu, cái này đội đàn em của nó không á, gấp mình gấp 2 lần à, thì đàn anh với đàn anh còn nếu mà bắn nó á, thì nó cũng không phải là tay vừa đâu, không Con có nghe dễ. nói rằng là Đại Ca Thay là có gọi là có một cái máu rất là liều, khi mà ai mà cầm dao rồi xông chỗ vô là Đại Ca Thay cứ nhào tới, và hay có một cái máu gọi là rất nhiều người giang hồ xưa đánh giá cao đó là thích là tay đôi chứ không thích đánh hội đồng. Đúng, nó anh hùng lắm, Rất Đại anh Ca hùng. Thay anh hùng lắm. Nói về cái nét anh hùng của nó đó, trong giới giang hồ á thì phục nhất là Đại Ca Thay, chứ bản lãnh của nó thì không hơn được cả những đàn anh như thế là Đại Kỳ Cái Thế đó. Nhưng mấy ông trên cơ nữa nha, như ông chúa là tức là ông chúa đảo đó, ông Cái à, Đại Kỳ Cái Thế đó. Còn đằng Huỳnh Trì á, là võ sư, nó chiếm lĩnh này trời lớn đó, Huỳnh Trì á à, nhưng mà vẫn phục nữa à, bởi vì cho nó đứng đầu là Đại Kỳ Cái Thế. Có một lần là Triệu Quang Ca Di Phò Nha đó, ở bên đó thì nó cũng có găng tơ, nó gọi là găng tơ, nghĩa là trường tiểu ban một, nhưng mà còn riêng Việt Nam mình á, Đại Ca Thay nó lính cả nước luôn, nghĩa là Huế, miền Trung, thấy không, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, nghĩa là bốn bốn vùng nó ấy, thì tụi binh tiểu ban cây vừa nha nói tụi găng tơ nó mới gửi giấy nó mời Đại Ca Thay qua, thì cái bộ tham mưu của Đại Ca Thay á là bàn tính nó không được, nếu qua nó gài, nó gài thì sợ ông Thiệu với ông Kỳ gài này qua bên đó là sát hại á.
sau cuối cùng không đi. Đại thầy nó anh hùng lắm, phải công nhận. Chứ không chơi ba cái chập nhạc như Nam Cam, cái thời Nam Cam. Con muốn hỏi là có bao giờ ông tiếp xúc trực tiếp và nói chuyện trực tiếp với Đại Ca Thay nào chưa? Có. Và lúc đó Đại Ca Thay có biết là mình thuộc băng nhóm người nhái không? Biết. Nhưng mà có cảm giác rằng là ông Nắng Đao là người có khả năng phóng phi tiêu, khi mà nói chuyện ông sẽ ông sẽ phóng phi sao? Hồi tôi tù Chí Hòa 1965, tôi còn nhớ tháng 10 có dịp gặp nhau, cũng tù mà. À, thì ở phòng anh ta ở phòng FD, à anh ta ở FD là phòng giam vũ lận đó, tư pháp đó, và anh ta làm tạch cự binh ba ED, tức là phòng chính trị, giam chính trị đó. Thì tôi được tiếp xúc trực tiếp với nhau nói chuyện. Thì lúc đó anh hùng lắm, nói chuyện tôi cũng nói là bây giờ tôi thuộc đàn em của Ngô Châu Vị, tức là trong cái băng nhái. Ngồi anh hùng lắm, vô đây á là chúng ta là bạn rồi. Thầy Rai nói đừng có nghĩ cái gì hết. Năm 65 tháng 10, tôi còn nhớ tháng 10, tuổi của tôi Chí Hòa, rồi sau đó đẩy đi của đảo đến 67-6, cuối năm 67 là tổ chức cho Đại Ca Thay vượt ngục. Ghê chưa? Tổ chức cho Đại Ca Thay vượt ngục. Thì trên đó 4 người, Đại Ca Thay với hai thằng cận vệ, thằng Hùng Đầu Bò với thằng Hiếu Văn Mâm, hai điện thử rột đó, với lại thằng gì nữa, thì bắt đầu bố trí cho vườn ngục. Thì ba cái tàu hải quân nó đã chờ sẵn cách 4 hải lý, tới đó nó bắn chìm mất xác luôn, mất xác luôn. Tới Tết Mậu Thân thì ở hãng dịch vì lấy cô và đường lên Hóc Môn đó, sau này nó gọi là Việt Thắng á, thì bị nói rằng có một xác chết cháy đen không nhận được trạng, và quyển nhật ký có lá cháy với cây viết bi đốt khắc tên Trần Đại. Phải chăng Trần Đại lại cả thay đã theo vì cộng về tấn công Tết Mậu Thân? Đó là cái sự dàn cảnh thôi, chứ nó bắn chết rung động hết mà bắn bắn ở ngoài đó. Vì sao tôi có dịp gặp lại đàn em của Đại Ca Thay đó, đàn em mà cũng gọi là thân cận đó, gặp tôi cho tôi biết. Nhà thơ Duy Anh đó viết về Đại Ca Thay thì gặp tôi ở Nha Trang. Con có nghe nói là hồi xưa có ông Kỳ, ông có một cái nổi tiếng, nghĩa là ông lái cái bay chui dưới cầu Nhị Thiên Đường. Cái giai thoại đó có thiệt không ta? Không có đâu. Không có đúng không? Làm sao mà tự lái mà ông chui dưới cầu Nhị Thiên Đường được? Vậy là không có cái thông tin đó? Không có. Qua tiếp xúc với ông Kỳ thì ông thấy cái bản tính ông Kỳ như thế nào? Ông Kỳ thì thật ra mà nói rồi, cũng có cái máu hùng. Máu hùng thôi. Thì phải nói rằng là con người anh cũng đại ý là cũng chơi ngông, gọi là tiếng ngông, chơi tự hào đó, ta đây đó, trung thực, cũng trung thực. Bởi vì nói về chính trị thì nói về văn đó thì cũng dở lắm, cũng không bằng ông Thiệu đâu. Thế là nói sơ cái nhận xét thôi, chứ còn mình cũng đâu có đi sâu vào vấn đề chính trị, mình đâu có đành ba cái chuyện đó. Thì theo hỏi tôi thì tôi nhận xét như thế. Nói về giang hồ Sài Gòn trước những năm 1975 thì Đại Ca Thay được mệnh danh là trùm của các ông trùm. Tuy nhiên, ngay cả thời hưng thịnh nhất, Đại Ca Thay vẫn phải nhường nhiều mảnh đất màu mỡ cho băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Đây là băng nhóm với những lính tinh nhuệ do quân lực Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện.
Trong nhóm này, phải nhắc đến Nguyễn Văn Đáng, hỗn danh là Đáng Đao, là đầu lĩnh trong ba người nhái của ông trùm Châu Nhị. Hở còn tranh hung, Đáng Đao chọc trời khuấy nước và thường xuyên ủ mưu giết hại băng nhóm Đại Ca Thay. Bây giờ về già, cuộc sống của Đáng Đao có nhiều xa xót. Hiện tại, người đàn ông lừng lẫy giang hồ một thuở mưu sinh bằng nghề hát rong. Tuổi gần bát thập nhưng Đáng Đao vẫn nhanh nhẹn, giọng vẫn sang sảng và đôi mắt sắc lẹm. Tuy nhiên, tại phi đao bách phát bách trúng năm nào đã mai một nhiều. Ở chuỗi video sắp tới, mình có cuộc trò chuyện với trùm giang hồ Đáng Đao. Sức khỏe của ông bây giờ rất yếu và không thể trụ nổi vài năm tới. Hy vọng video này sẽ ghi chép được hồi ký đầy đủ nhất về cuộc đời Đáng Đao do chính ông kể lại.